Chào mừng các bạn đã đến với kênh giáo dục âm nhạc nha. Thì theo thường lệ thì mỗi ngày là một bài. Bữa nay ta bước sang cái bài thứ 5 của lớp 1. Đó là bài Đàn gà con, nhạc Philip Benko, lời của Việt Anh. Theo thường lệ thì chúng ta bắt đầu hát theo giai điệu trước. Sau đó chúng ta sẽ tập hát từng câu ghép lại thành bài và cuối cùng thể hiện ngay các cái điệu nhạc của bài hát. Phần hát giai điệu thì lần đầu ta nên nhớ rằng là hát có nốt nhạc để tập cho dễ hát, lần sau thì không có nốt nhạc nữa. Chúng ta bắt đầu đi vào bài. Xong chúng ta sẽ bước sang hàng từng câu của bài hát. Thì ở bài hát này thể hiện cái nó có hai lời, mà trong cái hai lời thì mỗi lời có bốn câu. Thì cái lời hai, cái giai điệu nó lặp lại y như cái lời một, cho nên là ta tập hát được lời một thì sẽ thể hiện y như cái lời hai, sẽ thực hiện được lời hai. Bây giờ đi vào lời một. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Giờ ta ghép lại 1 và 2. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Rồi ta sẽ ghép lại 3 và 4. Ta bắt đầu thực hiện hết lời 1, 4 câu. Rồi ta bước sang lời 2. Lời 2 thì giai điệu của từng câu giống như giai điệu của lời 1. Bắt đầu câu thứ nhất. Câu thứ 2. Giờ ghép lại 1 và 2. Rồi đó là 3 và 4. Giờ ta ghép lại thành lời 2 của câu. Giờ ta thực hiện hết nguyên bài 8 câu 2 lời. Ta chuyển sang hát cái phần giai điệu nha.
giống tương tự như lần trước, lần đầu là có nốt nhạc, lần sau thì không có nốt nhạc, chỉ điểm theo thôi. Xong chúng ta sẽ bước sang cái phần giai điệu thứ hai để thể hiện cái sự thích thú của mình. Nếu mà thích cái điệu nào thì chúng ta sẽ hát theo cái điệu đó thì thôi, nhạc điện đó. Đối với cái điệu thứ hai thì sẽ thể hiện cái phần basso. Cái này thì thường là mặc định nó tempo 130, chúng ta sẽ quấn ở 100 thôi nó vừa. Đã kết thúc bài học, kết thúc bài học hôm nay. Thì sau khi xem qua phần thực hiện của hát, thì các bạn hãy nhớ bấm đăng ký để chúng ta sẽ thực hiện những cái video clip tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.